Xin kính chào, chào mừng quý vị cập nhật tin tức an ninh trật tự, an toàn xã hội cùng An Ninh Cờ Cảnh. Bản tin lên sóng vào lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Và Tú Trinh sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa nay. Chiều ngày 14 tháng 5, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã tiếp nhận hơn 220 công nhân nhập viện với biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Các công nhân được nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng và nôn. Bệnh nhân cho biết các triệu chứng xuất hiện sau bữa ăn trưa ở công ty gồm các món thịt gà tây xào sả ớt, rau súp lơ xào, dưa chua và canh rau giá. Hiện Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân. Ngoài ra, nhiều công nhân khác cũng đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Theo thông tin ban đầu, các công nhân ngộ độc thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã đến chỉ đạo công tác cấp cứu bệnh nhân, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 14 tháng 5, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết đã phá thành công chuyên án bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, kịp thời giải cứu 3 nạn nhân là trẻ em trước khi bị các đối tượng này bán sang nước ngoài. 3 đối tượng bị bắt gồm Xeo Thị Thành, sinh năm 1994, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Lương Thị Biên, sinh năm 1986 và Xeo Văn Hiên, sinh năm 1976, đều trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Trước đó, các đối tượng đã dụ dỗ 3 cháu gái, gồm một cháu sinh năm 2007 và 2 cháu sinh năm 2012 để lừa bán ra nước ngoài. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã móc nối với một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để bán các nạn nhân và hưởng lợi số tiền là 165 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 3 đối tượng. Chiều ngày 14 tháng 5, Huyện ủy, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã thông tin về việc khai trừ đảng đối với hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 do đã vi phạm các quy định, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác, sử dụng trái phép tài sản của nhà nước nhằm trục lợi. Trước đó, trên một số phương tiện truyền thông đã phản ánh về tình trạng bữa ăn bán trú không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu bất xén của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Huyện Bắc Hà đã thành lập tổ kiểm tra và xác định thông tin này là có cơ sở. Tiến hành hồ sơ chứng từ kế toán, tổ kiểm tra đã ghi nhận không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Nhiều hồ sơ nhập xuất công khai chưa được hiệu trưởng nhà trường ký nhận, nhiều bản kê giao nhận xuất hàng hóa, thực phẩm chưa được hiệu trưởng ký. Phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền. Bản nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bản tổng hợp nhập thực phẩm của tháng. Cùng với đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, cũng đã có đơn từ chức, nhận trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 4 xe ô tô hư hỏng nặng, 1 người chết và 3 người bị thương trên đường đường tỉnh 741 đoạn qua huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13 tháng 5 mà chúng tôi đã đưa tin ngày 14 tháng 5. Công an tỉnh Bình Phước có báo cáo về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe container không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước, gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Kết quả test nhanh, 3 tài xế trên 3 xe đều âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn. Riêng tài xế xe tải tử vong sẽ được trưng cầu giám định pháp y. Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước và Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú đã đến thăm hỏi động viên, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân và gia đình có người thương vong trong vụ tai nạn. Mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng, trường hợp tử vong 7 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1986, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, do có quen biết từ trước, vào khoảng tháng 1 2021, Trang đến nhà bà NTQ, ngụ phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, nói rằng hiện có nhiều khách hàng đang chơi vốn tại một phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại ở phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, có nhu cầu vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Nếu bà Quy có tiền thì cho Trang vay để Trang đưa cho những người này vay đáo hạn lấy lãi. Do tin tưởng Trang nên bà Quy đồng ý và từ tháng 1 2021 đến tháng 8 2022, Trang đã nhiều lần vay của vợ chồng bà Quy trên 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận sử dụng số tiền vay của bà Quy để đầu tư kinh doanh quán ăn và vẫn trả lãi cho bà Quy.
Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ nên không có khả năng trả nợ. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Quỳnh Thế Dương, sinh năm 1984, trú huyện Phải Sơn, tỉnh An Giang, về hành vi cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, bước đầu Dương khai nhận, ngày 11 tháng 5 vừa qua, Dương rủ Ngô Văn Hiếu, sinh năm 1996, trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đi cướp và Hiếu đồng ý. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Hiếu chở Dương chạy trên quốc lộ 91 để tìm cơ hội cướp giật tài sản. Khi đến thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, thấy anh Nguyễn Quang Sơn, sinh năm 1970, trú tại địa phương, đang điều khiển xe mô tô chở vợ và cháu gái 6 tuổi ngồi phía trước, trên cổ đeo dây chuyền vàng, cả hai bám theo anh Sơn rồi áp sát để giật dây chuyền. Nghe tiếng tri hô, người dân đến hỗ trợ anh Sơn khống chế Dương, giao cho lực lượng công an cùng tang vật: một sợi dây chuyền vàng 18 carat, trọng lượng hơn 13 chỉ, một khẩu súng chưa giám định, một bình xịt hơi cay cùng nhiều tang vật liên quan. Còn Hiếu kịp thời lên xe tẩu thoát. Hiện công an huyện Châu Thành đang xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Di động Đồng Nai xác nhận, tối ngày 13 tháng 5, một ô tô đã lao thẳng vào phòng cấp cứu, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, vào 18 giờ 10 phút ngày 13 tháng 5, ô tô dịch vụ biển số Đồng Nai chở khách đến cấp cứu tại bệnh viện. Khi đến trước sảnh, tài xế dừng lại nhưng không chạy số B để dừng hẳn xe và rời khỏi xe để hỗ trợ khách xuống. Vì thế, xe tiếp tục lăn bánh, tông sập cửa kính phòng cấp cứu và ghế dừng lại khi va vào bàn làm việc của các y bác sĩ bên trong. Dù tai nạn khiến cho phần đầu xe bị hư hỏng, may mắn mọi người kịp thời tháo chạy nên không có trường hợp nào bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, phía bệnh viện đã mời công an đến lập biên bản và yêu cầu tài xế bồi thường thiệt hại do lỗi bất cẩn. Sau đó, cư dân phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng làm nón bảo hiểm trên đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân nên hô hoán. Nhiều người huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận để chữa cháy nhưng bất thành. Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng ra, tạo thành cột khói bốc cao dữ dội. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân điều động phương tiện và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chia chiều hướng tiếp cận khống chế. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong xưởng có một số công nhân làm việc và tất cả thoát nạn ra an toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong xưởng bị hư hại, hiện nguyên nhân đang được điều tra. Thưa quý vị, không chỉ Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới đều xử phạt những cá nhân vi phạm khi điều khiển phương tiện trong máu có nồng độ cồn. Ở Việt Nam, từ khi thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn với quyết tâm không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ. Bước đầu tại các đô thị, người dân có ý thức tạo được thói quen là đã uống rượu bia thì không lái xe. Đây là một trường hợp lái xe vi phạm bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội phát hiện khi thực hiện kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên đường Chu Văn An, quận Hà Đông. Dù có nồng độ cồn trong hơi thở được đo bằng máy đo chuyên dụng, nhưng lái xe này vẫn cho rằng mình không uống rượu bia mà do buổi trưa có ăn nửa cân mận. Tổ công tác đã giải thích cho lái xe ngồi nghỉ và uống nước, sau đó mới thổi lại, nhưng vẫn phát hiện có vi phạm nồng độ cồn. Thì sau khi kiểm tra thì người vi phạm có đưa ra lý do là người ta ăn nhiều mận nên là có nồng độ cồn trong hơi thở. Thì tổ công tác cũng đã giải thích cho người vi phạm biết là việc ăn trái cây có thể sinh ra cồn ngay tại tức khắc khi đó sau khi ăn. Nhưng mà sau khi khoảng 5 đến 7 phút, tổ công tác đã mời người vi phạm sử dụng nước lọc đóng chai nguyên để mà người vi phạm xúc miệng ký và cho nghỉ thêm 1-2 phút nữa. Tổng thời gian khoảng sau 10 phút, từ lần thử trước đến thời lần thử sau. Lần thử sau chúng tôi tiếp tục kiểm tra lại và người vi phạm vẫn có nồng độ cồn trong hơi thở. Thì cái việc người ta đưa ra lý do là đó sử dụng hoa quả phát sinh gây ra cồn, như vậy là không thể chấp nhận được và chúng tôi cương quyết xử lý. Cũng tại buổi kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung. Anh Chiến điều khiển xe mô tô sử dụng nồng độ cồn là 0,417 mg trên lít khí thở. Tôi biết về uống rượu bia và không được tham gia giao thông mà cục bộ quá đi về.
Theo dù pháp chế, Bộ Y tế có một số loại quả có thể để lại nồng độ cồn trong cơ thể, tuy nhiên lượng cồn này rất nhỏ, không đáng kể trong máu, để đến mức khi kiểm tra hơi thở bị phát hiện, và đa số khi kiểm tra là không có nồng độ cồn. Sau khi ăn xong, thực phẩm sẽ chuyển hóa trong cơ thể và không còn nồng độ cồn. Theo cơ quan chức năng, máy đo nồng độ cồn đều được kiểm định chất lượng hết sức nghiêm ngặt bởi cơ quan chuyên môn nên không có chuyện xác định sai người vi phạm. Cái quá trình mà để sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác phát hiện và xử lý vi phạm hành chính ở đây đối với nồng độ cồn thì thực hiện rất nghiêm ngặt theo cái nghị định 135 của Chính phủ. Và trên từ cái đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ này thì mua sắm và phải được các cái cơ quan chức năng ở đây là được cấp có đường chất lượng của Bộ Khoa Công nghệ là phải kiểm định cấp giấy chứng nhận. Trên cơ sở đó thì sẽ được cấp phát cho lực lượng chức năng để quản lý sử dụng đúng quy định. Và đây mới là cái kết quả đo có tính pháp lý để xác định cái người điều khiển phương tiện đó nó có vi phạm nồng độ cồn hay không. Qua việc tăng cường xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn trong quý 1 của năm 2024, cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý hơn 275.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt, qua việc xử lý gắt gao cũng đã đạt được những tín hiệu tích cực, tạo tính răn đe, người dân dần nâng cao ý thức không sử dụng rượu bia khi lái xe và dần loại bỏ những ẩn họa bên tay lái. Cuối bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An Ninh Cận Cảnh. Quý vị cũng có thể xem lại bản tin này vào lúc 14:50 hôm nay trên sóng truyền hình và xem ngay trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.